Vũ Luân được khán giả quay xe ủng hộ, Phương Lê ăn mừng, tuyên bố một điều. Gần đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã tham gia đại lễ Vu Lan tại Đồng Tháp, nơi sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý và yêu mến từ đông đảo khán giả. Nhiều người đã không ngần ngại xin chụp hình cùng nam nghệ sĩ, và Vũ Luân đã đáp lại bằng sự thân thiện, cười nói vui vẻ và trò chuyện với mọi người. Ngay cả khi đang ở những khu vực như chỗ rửa bát, tâm trạng của Vũ Luân hiện tại có vẻ khá thoải mái, bất chấp những ồn ào gần đây trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với tính cách hòa nhã và lối nói chuyện nhẹ nhàng, Từ Tốn, đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả dù có những tin đồn không hay. Vào đầu tháng 8 năm 2024, Vũ Luân đã chính thức đính hôn và hiện đang sống cùng vợ sắp cưới. Cặp đôi dự định sẽ kết hôn vào đầu năm 2025. Trong thời gian qua, Phương Lê, bạn gái của Vũ Luân, luôn dành những lời chia sẻ ngọt ngào và thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật của hai người trên mạng xã hội phương lê gần đây đã chia sẻ một bức ảnh ôm chặt vũ luân với dòng chữ một năm nhưng cứ tưởng một đời dù có một số ý kiến trái chiều và nghi vấn về mối quan hệ của họ phương lê không ngần ngại lên tiếng bảo vệ tình cảm của mình cô đã chia sẻ kể từ khi tôi và anh luân công khai tình cảm nhiều người không chấp nhận và tấn công chúng tôi anh luân thường xuyên bị đồn đoán về giới tính nhưng tình cảm của chúng tôi là thật lòng từ trái tim bên cạnh việc chuẩn bị cho đám cưới Vũ Luân và Phương Lê cũng đang cùng nhau thực hiện các dự án thiện nguyện. Mới đây, cặp đôi đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đồng bào miền Bắc sau cơn bão lũ. Trước đó, Vũ Luân đã vướng phải tin đồn bị thay thế tại chương trình "Chuông vàng vọng cổ" do những ồn ào từ vợ sắp cưới. Ban tổ chức chương trình cho biết đã có cuộc nói chuyện với Vũ Luân và thống nhất để anh rút khỏi chương trình trong tháng 9 vì lý do công việc. Vũ Luân đã giải thích rằng lịch làm việc của anh quá bận rộn trong tháng 9 và anh đã đề nghị nghệ sĩ Kim Phương một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cải lương, thay thế mình để hướng dẫn các thí sinh trong đêm chung kết. Nghệ sĩ Kim Phương, sinh năm 1953 tại An Giang, là một gương mặt quen thuộc trong làng cải lương, nổi tiếng với nhiều vai phản diện và hiện vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 72. Sự kiện này không chỉ nhấn mạnh sự ủng hộ của khán giả dành cho Vũ Luân mà còn phản ánh tinh thần bền bỉ của anh trong việc vượt qua khó khăn và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và nghệ thuật.